Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Thượng tọa Viện chủ chùa Quan Âm, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc trong chánh pháp. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni đang hiện diện tại ngôi chùa Quan Âm thân yêu của chúng ta để hỗ trợ hướng dẫn cho quý Phật tử có một ngày tu thật là trọn vẹn, thật là an lành trong chánh pháp. Được sự đồng ý của quý ngài trong ban tổ chức, giờ phút này là sư Hương Nhũ được về với chùa Quan Âm và có thời pháp thoại chiều hôm nay. Trong ngày tu này thì sư Hương Nhũ sẽ đến với toàn thể quý Phật tử với pháp thoại mang tên Thiện Nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, tuy là ngày tu với chủ đề biết ơn và chúng ta lại được nghe pháp thoại về thiện nghiệp, thì đó là một cái đề tài vô cùng logic với cái chủ đề của chúng ta. Tại sao như vậy? Bởi vì không có gì thể hiện lòng biết ơn cao cả hơn, giá trị và xứng đáng hơn là chúng ta làm các điều lành. Không có gì để thể hiện lòng biết ơn đối với Tam Bảo, đối với Tổ quốc, đối với Thầy Tổ, đối với đàn na tín thí, cha mẹ anh em, bà con, thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Không có gì đền đáp ơn mà nó sâu sắc, mà giá trị, mà xứng đáng cho bằng sự chuyển hóa từ ác nghiệp sang thiện nghiệp. Và đời sống của chúng ta là lập bồi công đức, đời sống của chúng ta là nương theo chánh pháp để mỗi một ngày được sống trong chánh pháp bằng tất cả thiện nghiệp của chúng ta. Sư nói như vậy, các vị có đồng ý không ạ? Thì quý Phật tử thân mến, khi về chùa Quan Âm giảng đó, thì có một cái điều đặc biệt là các đề tài được ban tổ chức đã là chọn lọc rồi là đưa ra trước cho tất cả các giảng sư. Thay vì một số nơi thì người ta chỉ nói là tùy sư, thì do vậy cũng không có tránh khỏi cái tình trạng là có khi trùng nhau đó. Nhưng chính vì ở đây trong cái ban tổ chức ngày tu tại Quan Âm, chúng ta luôn luôn có một cái chương trình rất là cẩn trọng và chi tiết. Và do vậy, chúng ta sẽ được nghe, được học tập chánh pháp. Mỗi một kỳ tu như vậy, chúng ta được thấm nhuần một cái đề tài Phật Pháp khác nhau. Và do vậy, cái sự tu của chúng ta, nó cũng có những cái cơ sở, nền tảng để hàng Phật tử chúng ta từ sơ cơ lần lượt đi vào trong cái lộ trình tu một cách rất là vững chắc. Đó là cái niềm hạnh phúc, đó là phước báo của đạo tràng chúng ta. Xin được chúc mừng tất cả. Xin bây giờ là 2 giờ chiều hơn rồi, trời rất là nắng nóng. Xin đạo tràng vỗ tay lớn được không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thì thiện nghiệp là một đề tài rất là quen thuộc nhưng cũng rất là quan trọng.
Nói đến thiện nghiệp thì tất nhiên phải nói đến ác nghiệp, bởi vì hai mặt thiện và ác tồn tại song song với nhau trong cái thế giới ta bà của chúng ta, cái thế giới của thiện và thế giới của ác. Có những khi đó thì thiện nó bao trùm, ác thì nó lùi đi. Có khi ác nó mạnh mẽ, nó bao trùm và thiện phải lùi đi. Nhưng cái cuối cùng của người con Phật phải làm sao cho cái ánh sáng của là thiện, của đức, của tâm nó phải bao trùm cái thế gian này để cho tất cả chúng ta được sống an lành và hạnh phúc. Thiện và ác là một cái đề tài có thể nói là muôn thuở trong các cái chủ đề, trong các pháp thoại của Phật giáo chúng ta. Nó rất thâm sâu nhưng cũng là cái tư tưởng chính đó, và được giải quyết trên cái nền tảng là nhân và quả. Cho nên luật nhân quả không những được nhìn từ quan điểm của đạo Phật mà khoa học cũng nhìn nhận cái vấn đề nhân quả. Đó là vấn đề tất yếu. Và đạo Phật của chúng ta trên cái nền tảng nhân quả này và xây dựng lên các cái cơ sở của là nền tảng giáo lý Phật giáo với cái tâm từ bi, với trí tuệ mà đạo Phật từ khi hình thành cho đến nay đi đến đâu cũng mang ánh sáng của hạnh phúc, của tình yêu thương, của trí tuệ sáng ngời. Cho nên là Ban Văn hóa Liên Hiệp Quốc mới chọn Phật giáo của chúng ta là một cái tôn giáo, gần như có thể nói là tôn giáo của nhân loại. Còn đúng một tháng nữa thôi thì là tại Việt Nam của chúng ta, Chùa Ba Chúc Hà Nam sẽ diễn ra một cái Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Như Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần này là lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam. Lần đầu tiên là 2008, lần thứ hai 2014 ở Ninh Bình. Lần thứ nhất là tại là Mỹ Đình, Hà Nội. Lần thứ hai là tỉnh Ninh Bình, Bái Đính. Và sắp tới đây là Chùa Tam Chúc, Hà Nam, Hà Nội. Và đó là những cái đại lễ Liên Hiệp Quốc, tức là những người đại biểu của các nước trên toàn thế giới về Việt Nam chúng ta để mà tổ chức một sự kiện trọng đại là đón chào, tưởng niệm, tưởng nhớ, ca ngợi, noi gương, làm sáng ngời lên cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo lý của đạo Phật chúng ta. Đó là giáo lý của thiện nghiệp, giáo lý của nhân quả. Đó mới là cái niềm hân hoan hạnh phúc của chúng ta trong cái mùa hè trên đất nước Việt Nam năm nay. Xin nhắc lại để tất cả chúng ta cùng rất là hân hoan chào đón. Quý Phật tử thân mến, hôm nay thì sư về đây với đạo tràng để cùng với nhau nhắc lại và để cho quý Phật tử tiếp cận cái vấn đề thiện nghiệp theo quan điểm của đạo Phật. Và nếu nói thiện ác thì có thể nó xuất hiện trong mọi thời đại, các cái quá trình lịch sử diễn tiến của đạo đức trong quá trình lịch sử văn hóa của các dân tộc và đặc biệt là trong đạo Phật của chúng ta. Nhưng có thể nói Đức Phật nói vấn đề thiện ác vô cùng sâu sắc và tinh tế. Đức Phật bằng trí tuệ quan sát cũng thấy rằng chúng sinh trong những kiếp sống khác nhau có những thân tướng khác nhau, trí tuệ khác nhau, phước báo khác nhau, cũng đều là do thiện ác khác nhau của chúng sinh. Do đó, luật nhân quả nghiệp báo mà Đức Phật dạy chúng ta, nó không đặt trên nền tảng sự phân tích logic hay là lý luận suy diễn như các nhà triết học phương Tây, mà đặt trên nền tảng trí tuệ giác ngộ của Đức Thế Tôn. Cái sự may mắn của chúng ta là tất cả các vấn đề thuộc về là giáo lý căn bản trong nhà Phật được hiểu đến, được biết đến bằng nền tảng trí tuệ. Chúng ta cũng đang đi trên con đường đó rất là an tâm, rất là vững chắc. Luật nhân quả nghiệp báo
Nó định, đó là định luật của tự nhiên và vũ trụ mà không ai có thể can thiệp được. Và chúng ta cũng đừng nghĩ cái luật này là của nhà Phật. Nó vẫn hiện hữu trên thế gian này. Dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời, luật nhân quả nghiệp báo nó vẫn là tồn tại. Thiện nghiệp, ác nghiệp vẫn là vấn đề của vũ trụ, của cuộc đời, của nhân sinh. Chỉ là Đức Phật bằng trí tuệ, bằng tuệ giác, sau những năm tháng tu tập, chứng đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, Ngài nhìn thấy, chứng biết nó một cách rõ ràng và chỉ lại cho chúng ta qua những cái ánh sáng của thập nhị nhân duyên, của nhân quả nghiệp báo, để chúng ta hiểu hơn về cuộc đời của chính chúng ta. Chứ không phải rằng đây là một cái vấn đề của nhà Phật, mà nó là của tự nhiên, của vũ trụ. Cho nên không ai có thể can thiệp vào đâu. Và Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta đi trong thiện nghiệp, hóa giải ác nghiệp, chấm dứt ác nghiệp, để chúng ta được có an vui, có hạnh phúc trong tự thân của mỗi một con người. Đầu năm nay vào tháng 2 âm lịch, thì Hương Nhũ có đi ra Đà Nẵng tại chùa Phổ Hiền giảng một bài pháp Phật không giải nghiệp cho ai. Nhưng mà Phật sẽ chỉ cho chúng ta một cái con đường để chúng ta hóa giải các ác nghiệp, các quả báo mà khi chúng ta chưa biết tu, chúng ta đã tạo rất nhiều và rất nhiều. Cho nên trong kinh Phổ Hiền, Đức Phật nói nếu mà mình nhìn thấy được nghiệp quả tội lỗi của mình á, thì mình rất là khủng khiếp và sợ hãi. Nếu mà nhìn thấy mình mà mắt của mình á, là cái mắt phàm, nhục nhãn, cho nên chỉ nhìn thấy anh hai, anh ba, là vợ, là chồng, là con cái và những cái pháp hữu vi thôi. Chứ còn cái tội đó mà mình nhìn thấy á, thì chắc chắn chúng ta không dám tạo tội đâu. Nó cuồn cuộn, đầy ngập tràn khắp cả hư không, nhiều lắm, vô biên vô tận. Ngày xưa mà các vị tỳ kheo tu tập xuất gia dưới thời Đức Phật còn tại thế, mà khi quán cái thân bất tịnh này, họ nhìn thấy cái sự bất tịnh của thân này do tội, do nghiệp, do tất cả các chướng nạn của cái tự thân này tạo ra tất cả những sự bất tịnh của thân này, mà họ đã đi đến cái sự tự sát hoặc bảo người khác giết mình. Họ quá dễ sợ, khủng khiếp. Cho nên Đức Phật mới chế ra cái giới sát. Tỳ kheo không tự giết, không bảo người giết, đã không vui mừng khi thấy sự giết. Nó sợ đến mức độ mà tự người ta tìm đến cái chết hủy hoại cái thân thể này. Bởi vì tội nghiệp của mình nếu mà nhìn thấy thì trùng trùng không bao giờ nói hết. Còn bây giờ là mình tập tu, mình vào con đường tu. Và cái người biết tu lúc nào cũng sẽ nói: con biết rằng con tội dày, phước mỏng, nghiệp trần sâu. Chính vì vậy cho nên mấy con nương Tam Bảo, con nương sư phụ, con nương quý thầy, quý sư, con nương chánh pháp để tu hành. Bởi vì những cái kiếp sống con không biết tu tập, những kiếp sống bị chi phối bởi tam độc, tham sân si, đã khiến cho con tạo ra quá nhiều chướng nghiệp quả báo. Cho nên may mắn thay được làm thân người, và may mắn thay được nghe Phật Pháp, may mắn thay huynh đệ chúng ta hòa hợp trong chánh pháp để tu tập như thế này. Có phải như vậy không ạ? Như vậy, muốn nói về thiện nghiệp, để mà khẳng định là chúng ta phải tu tập trong thiện nghiệp. Nhưng đã nói tới nghiệp là phải có ác nghiệp rồi thiện nghiệp. Nhưng nghiệp là cái gì? Thường giải thích đó là hành động, là thói quen. Nghiệp là hành động tốt, hành động xấu. Thấy chưa? Đó. Nhưng khi phân tích một cách chính xác thì quý Phật tử có biết nghiệp là gì không? Thường thường như vậy, nghề nghiệp, đó là cái việc chúng ta làm hàng ngày.
là hành động dù tốt dù xấu gì mà cứ lặp đi lặp lại hoài nó thành cái nghiệp. Nhưng mà cái phân tích một cách chính xác, nghiệp là cái sự tác ý. Trong ngũ uẩn của chúng ta, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì sắc là cái thân này, thọ, tưởng, hành, thức, thức là tạo ra cái tâm. Thì cái yếu tố hành đó, đó, nó là cái yếu tố xúc đẩy chúng ta tạo nghiệp, tác ý. Đó là một trạng thái tinh thần sinh khởi trong tâm chúng ta khi chúng ta bắt đầu muốn làm một cái việc gì đó tốt hay xấu, mà có thể nói là năng lượng của tâm. Và chúng ta hay nói nôm na là tâm của tôi, tâm của mình, nó như thế này, nó như thế kia. Nhưng sâu sắc hơn, khi chúng ta muốn làm một cái việc gì đó, dù thiện hay ác, phải có một cái sự tác ý, sự thúc đẩy. Thì chính cái thúc đẩy này, cái tác ý ở trong tâm các vị đó, yếu tố hành nghiệp đó là nó tạo ra ra nghiệp. Các vị nghe có kịp không ạ? Dạ kịp, tay lớn lên được không ạ? Thì nghiệp đó, nó có năng lực đem lại kết quả trong tương lai. Tại vì cũng là tạo ra những cái nghiệp, tạo ra những hành động. Nhưng còn cái vấn đề tác ý nữa, vô tình hay hữu ý nữa, rồi nhầm cái ý xấu, ý tốt nữa. Mình nghe nó sát sinh là mình biết tội rồi. Nhưng cũng có những cái trường hợp mà sát sinh, cái sự giết sát đó, nó xuất phát từ cái động cơ cứu người. Như ngày xưa trong cái kiếp quá khứ, Đức Phật trong một cái tiền thân, tức là một kiếp sống trong quá khứ, đã từng là giết đi một cái tên cướp để cứu 500 người trong cái đoàn thương buôn. Thì làm một cái việc vì lợi ích của muôn người. Cho nên cũng cái hành động đó nó xuất phát từ cái tâm ý cứu người, giúp người, cũng không phải nói là tội ác được. Còn chúng ta làm một cái việc gì đó vì cái cá nhân, vì lợi ích, vì lòng tham, vì cái riêng tư của mình, rồi mới có thể bất kỳ bất cứ một cái ác nghiệp nào, thì cái quả báo nó cũng rất là xấu, cái quả báo nó cũng rất là khổ đau. Cho nên theo lời Đức Phật dạy, thiện nghiệp mang lại hạnh phúc và ác nghiệp mang lại khổ đau. Nhưng cái thiện nghiệp, ác nghiệp này nó sẽ xuất phát từ cái tác ý ở tâm chúng ta. Phải nói ngay cái vấn đề đó. Nền tảng của thiện nghiệp nó phải xuất phát từ tâm. Chứ có những con người cũng làm việc thiện nhưng phước báo không có lớn, thậm chí không có nữa kia. Tại vì thấy là đi ban bố đi cho, nhưng cái tiền đó là do buôn ma túy mà có, tiền đó là do ác nghiệp mà có, thì cái việc ban bố đó nó không có đem lại cái kết quả. Do từ cái gốc của nó đã là tà mạng, tà nghiệp rồi, thì cái phước báo nó cũng không phải đưa đến như chúng ta lầm tưởng đâu. Tại vì cái gì nó cũng phải từ cơ sở của tâm ý trong sạch. Vào thời Đức Phật, có một ngoại đạo đến hỏi tỳ kheo Samit. Mà cái vị tỳ kheo này cũng mới tu thôi. Còn cái người ngoại đạo thì họ có cái thắc mắc gì, họ đến, họ đặt ra câu hỏi. Thì cái vị ngoại đạo này không có hỏi Phật, mà hỏi tỳ kheo Samit. Khi một người tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, họ nhận được cảm thọ gì? Tức là làm một cái việc từ thân, từ khẩu, từ ý, thì sẽ nhận được cảm thọ gì? Thì tôn giả Samit mới trả lời như sau. Này hiền giả, khi một người tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì họ sẽ nhận được cảm thọ khổ đau. Cứ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà tạo tác thì có khổ đâu. Thì cái người ngoại đạo nghe xong đứng dậy bỏ đi, không tán thán, cũng không phản đối. Sau khi người ngoại đạo đó đi rồi, thì tôn giả Samit mới đến A Nan, là một thị giả của Đức Phật, và nói rằng là: Này tôn giả A Nan, tôi trả lời với ngoại đạo như thế có đúng hay không? Tôn giả A Nan mới nói: Đây là vấn đề không phải đơn giản, mình cần phải bạch với sư phụ của mình.
nên hai vị mới đến trình với Đức Thế Tôn. Sau khi nghe xong trình bày câu chuyện, Đức Thế Tôn mới nói với A Nan rằng: câu trả lời mà tạo khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp mà chịu cảm thọ khổ đau, thì cái câu trả lời đó chưa có thể nào đúng được, phiến diện lắm. Cần phải trả lời như sau: nếu ai tạo khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp mà cái khả năng sau khi tạo nghiệp đưa đến lạc thọ, tức là đưa đến sự an lạc cho người, cho mình, đó, thì người đó sẽ nhận được những cái lạc thọ. Mình tạo ra an lạc cho người khác, mình nhận được hạnh phúc an lạc. Nếu ai tạo khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp mà đưa đến khổ thọ, tức là đưa đến cảm giác đau khổ cho người khác, thì người ấy sẽ nhận khổ thọ. Và nếu mình tạo khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp cho một người đó mà đưa đến cái cảm thọ không khổ, không lạc, thì bản thân mình cũng nhận lại cái cảm thọ không khổ, không lạc. Đức Phật nói phải trả lời như thế mới là cách trả lời chân chánh. Như vậy, chúng ta thấy rõ rằng nếu nói là thiện nghiệp thì khoan hãy nói là làm cái gì. Tất nhiên là phải làm gì mới gọi là thiện hay ác. Nhưng Đức Phật vẫn khẳng định là sau cái việc làm đó đem lại an lạc hay khổ đau cho người thì mới nhận định việc làm đó là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Nó phải từ cái động cơ đem lại khổ hay vui cho người để nói việc làm đó là thiện hay ác. À, đạo tràng chúng ta có đồng ý không ạ? Và đồng thời Đức Phật còn nói như sau: này A Nan, nếu một ai đó nói như vậy, chắc chắn có ác nghiệp và chắc chắn có quả báo của ác nghiệp. Chắc chắn có thiện nghiệp và chắc chắn có quả báo của thiện nghiệp. Hay nói rằng, tôi thấy ở đây có người sát sanh, lấy của không cho, trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc. Khi thân hoại mạng chung, tôi thấy họ phải chịu quả báo, đọa vào đường dữ, đường ác. Đức Phật nói, trong những cách nói như vậy, ta chấp nhận. Nhưng nếu người ấy không công nhận có quả báo của ác nghiệp, có phước báo của thiện nghiệp, người đó không công nhận, nói làm là làm thôi chứ không có quả báo gì hết, thì ta không công nhận, không chấp nhận điều đó. Tức là Đức Phật chấp nhận có thiện nghiệp, có ác nghiệp. Nên là sư nhắc lại những lời Đức Phật dạy một cách xác đáng trong các bản kinh. Ai nói không có thiện nghiệp, ai nói không có ác nghiệp, không có quả báo, là điều đó Đức Phật không chấp nhận. Nhưng có người nói chắc chắn những ai sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc vân vân, khi thân hoại mạng chung, tất cả chắc chắn đều đọa vào đường dữ, thì ta không chấp nhận việc này. Vì sao? Bởi vì Đức Phật nói khi chúng ta làm các ác nghiệp, nhưng mà rồi chúng ta còn có sự tu tập chuyển hóa. Đó là con đường Đức Phật khẳng định là có thể giải được nghiệp. Mình làm ác nghiệp rõ ràng nhưng mà chắc chắn sẽ đọa thì ta không công nhận. Nhưng mà nói làm việc ác sẽ có quả báo là đúng. Nhưng mà làm ác nghiệp, làm việc ác mà chắc chắn phải đọa vào đường dữ, đường xấu, đường ác, thì Đức Phật nói ta không công nhận điều này. Một là cái việc đó vì cái mục đích gì, với cái tâm niệm ra sao, đem khổ thọ hay lạc thọ cho người. Điều thứ hai, khi thân hoại mạng chung, chưa chắc tất cả đều đọa vào đường dữ, bởi vì là thiện nghiệp hay ác nghiệp còn cả một cái quá trình tu tập của cái người đó nữa. Rồi khi tâm mệnh chung, vị ấy trước cái lúc chết đó, cái tâm họ là thọ lạc hay khổ lạc, cái tâm của mình lúc chết đó, nó khởi tà kiến hay chánh kiến,
và rất quan trọng để mà đưa chúng ta vào đường dữ hay là đường lành sau khi chết, cũng là rất quan trọng trong lúc lâm chung. Cho nên cái người thường xuyên tu tập, hành thiền, niệm Phật, giữ giới, sám hối, làm các thiện nghiệp mà phải làm tinh tấn bất thối chuyển. Để làm gì? Để còn cái lúc lâm chung. Còn hôm nay mình làm một thiện nghiệp, mình nói cái phước là sẽ sanh thiên, nhưng chưa chắc là bởi vì cái việc làm nó có lặp đi lặp lại không? Nó có sẽ tạo thành một cái phước báo để quyết định cái đời sống sau này của chúng ta hay không? Đó, chưa có thể khẳng định được. Chính vì vậy mà cổ đức mới khuyên chúng ta cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tìm phương cứu mình. Lửa đốt đầu là cháy rồi, cháy phừng phực, có thể là cháy tới mình rồi. Mình lo tu để mà chạy cho thoát đi chứ. Nhưng mà thường là chúng ta thấy như vậy là cũng good quá rồi, tốt quá rồi, cứ từ từ mà tu. Còn biết bao nhiêu người chưa biết tu cũng có sao đâu. Cho nên chúng ta không bao giờ biết là những gì mình đã làm trong quá khứ, tốt nghiệp của chúng ta cũng rất sâu dày, chưa biết ngày mai ra sao. Vì vậy, đừng có nói mình làm thiện như vậy là chắc chắn là mình sẽ ngon lành. Đức Phật nói ai nói chắc chắn ta không công nhận. Nhưng mỗi việc làm đều đi đến quả báo. Mỗi việc làm đều có cái kết quả của nó thì ta công nhận. Nhưng đừng nói là chắc chắn cái việc làm đó sẽ đưa chúng ta lên đường lành hay đường dữ. Bởi vì là còn tùy thuộc vào cái quá trình chuyển hóa tu tập, gọi là giữa nhân và quả nó còn một cái chữ rất lớn ở giữa, đó là cái duyên. Kinh Đại Nghiệp phân biệt, Kinh Trung Bộ tập 3 có nói cái phần này đây, Đại Nghiệp phân biệt. Như vậy nếu khi mình mạng chung mà an vui, có chánh kiến thì chắc chắn sinh vào cõi lành. Rồi cả một cuộc đời làm ác mà giờ chết an vui có chánh kiến, mình sanh thiên được không? Cả cuộc đời làm ác mà giờ chót mình an vui, mình có chánh kiến, mình có được sanh thiên không? Sanh về các cõi an lành không? Được không? Các vị nói cho rõ. Được, cho một tràng pháo tay. Chắc chắn là được. Nhưng ở cái cõi an lành cát tường, cái cõi trời nó được bao lâu nữa? Được là bao lâu là cũng tùy theo cái phước báo, cái sự tu tập của mình. Cái người nói thôi giờ muốn làm gì làm, miễn lúc chết á ta an vui chánh kiến. Nhưng mà làm sao được? Sao mà được? Cả cái đời mình á tạo các cái nghiệp, quen các cái ác nghiệp sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, cái miệng này đủ mọi thứ co giãn hết. Muốn co thì co, muốn giãn thì giãn, muốn tốt thì nó tốt, mà muốn xấu thì thôi, nó đen thui hết trơn hết trọi. Mà cái miệng mình nó cứ huân tập như vậy, cái tâm ý mình nó huân tập như vậy, hỏi chết làm sao mà mình có an vui, có chánh kiến. Muốn cái giờ lâm chung có an vui, chánh kiến thì mỗi một ngày chúng ta phải sống trong chánh kiến, trong an vui. Có đúng như vậy không các vị? Hồi nhỏ sư không bao giờ quên, lúc đó chắc sư chừng học lớp 3 thôi. Lớp 3 là chắc 7-8 tuổi gì đó. Mà cách nhà có một căn nhà, nhà mình ở đây cách một căn là nhà ông cụ Phán, Phán Quế. Mẹ hồi đó ba mất sớm, mẹ nuôi 6 đứa con nhiều khi cũng khó khăn, qua nhà cụ Phán vay tiền. Và vay tiền thì cụ cho vay lấy lãi. Đó. Mình cứ thấy lâu lâu là mẹ đem tiền qua đưa rồi mình chạy theo. Mẹ đem tiền đi đâu đó? Mẹ đem tiền qua trả cụ Phán. Sao tuần nào mẹ cũng đem tiền qua đó? Mẹ bảo tiền lãi con ạ. Tuần nào cũng phải đi trả tiền lãi. Không có hiểu. Lớn mới biết cái vụ là cho vay lấy lãi. Nhưng mà các vị biết, khi cụ Phán chết á, hấp hối á, cũng tập chạy theo mẹ qua bên đó coi.
thì cái hình ảnh vụ phán nằm trên cái giường mà cứ nói với bà phán là vợ đó, là bà ơi tiền của tôi đâu, tiền của tôi đâu. Thì bà phán bà mở tủ ra, bà để hết tiền ở trên người của cụ phán. Thì bà ông cầm trên tay nè, cái móng tay ông mình nhớ dài lắm, một hai xấp tiền ở trong tay nắm chặt, rải ở trên ngực, đổ hết một cái ô vàng đó đổ lên trên ngực, mà ông vẫn nói còn đưa đây, tiền đâu, tiền đâu. Đố ai nói mà giờ chết sanh tâm chánh kiến an lạc. Nếu ngày nào cũng đi lấy tiền lãi, ngày nào cũng đếm tiền, ngày nào cũng nghĩ chuyện tiền, thì chắc chắn giờ chết sẽ nghĩ về cái thế giới đó. Có phải như vậy không ạ? Đó là tâm khổ não rồi. Bởi vì là sao? Tiền mình rất nhiều, còn rất là nhiều nhà mình chưa có lấy nợ, mà bây giờ hấp hối rồi. Cái sợ hãi khủng hoảng nhất của cái người lâm chung đó là của cải, ai cất, ai giữ đây, đi về đâu đây, khủng hoảng lắm. Cũng có cái chuyện vui đó, là ông chủ một cái nhà hàng lớn, ông hấp hối, ông có vợ, ba đứa con trai, bắt đầu rồi. Ông cái chuyện nước ngoài mà, where's my darling, vợ anh của anh đâu rồi, vợ anh đâu rồi, bà vợ tới, em đây, em đây. Đó. Còn Sunny đâu? Sunny là con trai lớn nhất. Sunny, Sunny, ba kêu, Sunny chạy tới. Honey đâu? Honey là con thứ hai, chạy tới. Phải không nào? Money đâu? Money chạy tới, ba đứa con. Để coi ba tranh trối cái gì? Vợ với ba đứa con ở đó hết. Ông nói, trời ơi, đứng đây hết rồi, ai coi hàng, mất hết tiền rồi. Rồi là tắt thở chết luôn. Đó, các vị thấy chưa? Đó là giờ lâm chung nè. Ai nói rằng là cứ làm chi thì làm, giờ lâm chung thời tính. Nếu mà quả như vậy, chắc không có những cái khóa tu này đâu. Chi cho mệt, tất cả cứ dành vô cái giờ lâm chung mà tính đi. Vậy mà phải tu rất nhiều. Mà phải nghe pháp, phải làm thanh tịnh, trong sạch cái thân này, cái khẩu này, cái ý này. Bởi vì những kiếp sống xưa, kiếp hiện tại, chúng ta vô tình cố ý tạo rất là nhiều ác nghiệp. Cho nên cái yếu tố tu tập thiện nghiệp rất quan trọng, để huân tập, để chuyển hóa ác nghiệp, và còn quyết định cái giờ phút lâm chung. Nếu chí tu thiện làm phước, ở đây có rất là nhiều người thích tu thiện, thích làm phước, nhưng chấp là tôi đã tu nhiều, tôi làm phước nhiều, thì khi mạng chung chưa chắc được an vui mà ra đi. Mình chấp cái gì đó là nó mệt cái đó. Cho nên đó là ở nhà Phật cũng dạy cho chúng ta rất là nhiều thứ tuyệt vời. Đó, làm tay phải là quên cái việc của tay trái. Tay trái làm là tay phải thấy đó thôi, chứ không có còn nói qua nói lại. Cũng không cần phải để cho người này biết, người kia biết. Đó, vì đó là cũng là huân tập cái ngã. Làm phúc đức từ những cái nghiệp bất thiện, như đồ tể, như cờ bạc, tham nhũng, vân vân, thì khi mà mạng chung cũng chưa chắc là được an lành. Cái chánh là cũng phải xuất phát từ chánh nghiệp, chánh mạng. Cái cơ sở bát chánh đạo đó là cái con đường sáng của hàng đệ tử Phật chúng ta. Vì thế mình tu mà mình phải biết cách tu thì mới giúp chúng ta sống trong chánh hạnh, và phúc báo của chúng ta được tăng trưởng. Những bài pháp tu tập thiện nghiệp là giúp chúng ta hành thiện nghiệp, giữ tâm trong sáng để có phúc báo an lành. Hoặc giả mà chắc chắn là ai cũng vậy, có tạo nhiều cái ác nghiệp thì đều có thể sám hối, nguyện chưa bỏ, thì chúng ta cũng hóa giải được các ác nghiệp đó. Đã, các vị có đồng ý không ạ? À? Có một người đi chơi trong một bộ trang phục rất là đẹp. Chẳng may giữa đường gặp trời mưa to, thì
thì sau cơn mưa đường xá rất là lầy lội. Người kia sợ bị lấm, hết sức cẩn thận để tránh xa những nơi bùn dơ nước động. Không ngờ trong một lúc vô ý, người kia sẩy chân bước luôn vào vũng bùn. Tức là rón rén mà cuối cùng trượt một cái, rồi thôi rồi. Dính hết lấm từ chân rồi nó lấm lên trên quần áo. Lúc đó thì không còn rón rén nữa. Nó là dính rồi là ta cho nó dính nó lấm luôn. Dẫu sao chân ta cũng đã lấm bùn, cho nên tránh bùn làm chi nữa. Thì thay vì là đi cho tử tế thì dẫm cho bùn nó bừa lên quần áo, chân tay và cả mặt luôn. Những người đi đường nói trời ơi, sao mà đi dẫm đạp mà văng bùn lên trên người mà văng qua người khác luôn. Thì cái người đó trả lời, chân tôi đã lấm bùn rồi, có lấm thêm nữa cũng không sao. Nghe anh ta nói như vậy, ai cũng lắc đầu cười chê. Có người bảo chân bẩn là không có ai muốn, mà giờ đã bẩn rồi, bẩn ít thì lại muốn bẩn nhiều. Tại sao khi lấm ít ta không tìm nước mà rửa chân cho sạch, mà ta dẫm cho lấm luôn cả chân, cả quần áo lên tới mặt luôn. Đó, đây là cái câu chuyện hiền ngu nhắc cho chúng ta nhớ là thường khi đã tạo tội rồi đó là tới luôn, chứ không bao giờ biết dừng mà biết sám hối. Đó là câu chuyện đạo lý, chúng ta nghe là chúng ta cũng phải hiểu được. Cho nên mình vô ý mình sẩy chân, mà bây giờ mình lại không có chịu rửa cho sạch sẽ mà tiếp tục dẫm tiếp, thì đó là hành động như vậy là cố chấp và mê muội. Nếu mà sạch thì ta giữ, mà dơ thì thôi, không cần giữ gìn gì nữa, nó rất là mê muội. Đó. Cũng tương tự như vậy, khi ta lỡ vướng vào điều ác, bất thiện, rơi vào vòng tội lỗi, thì người ta có cái xu hướng, cái tánh thiện nó nhiều á, thì áy náy trong lương tâm, muốn sám hối, muốn ăn năn, chừa bỏ để mình sống được an ổn. Nhưng mà cũng có người không còn e dè ngần ngại gì nữa, mạnh dạn tạo vào nghiệp dữ, sẵn sàng làm các điều ác, là vì cho là mình dơ rồi, sạch chút để làm cái gì. Vì vậy mà tiếp tục đi vào trong con đường xấu ác, rồi ngựa cứ quen đường cũ, mà lâu ngày mình phải thọ các ác nghiệp, rồi phải đi vào trong con đường luân hồi của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, cũng là do chúng ta mà thôi. Có phải như vậy không ạ? Em xoay cái quạt này xuống dưới. Đức Phật từng nói, trong cuộc đời này có hai hạng người đáng khen ngợi. Một là người không tạo tội, hai là người tạo tội mà biết sám hối. Bây giờ người mà không có tội là chắc không có rồi. Đó. Nhưng mà vấn đề là mình phạm lỗi lớn hay lỗi nhỏ. Mà phạm lỗi nhỏ thì mình sám hối rồi sạch sẽ luôn, chứ không phải giống như cái người đạp chân trong bùn. Mà phạm lỗi lớn thì sao? Cũng không sao, sám hối không tái phạm, thì tâm ta được sáng trong. Giống như ngày xưa Đức Phật đã từng độ ông Vô Não, ông giết là gần 1.000 người mà ông tu còn đắc quả A-la-hán, mà ông còn giúp được một người phụ nữ sanh khó. Tức là cái con người chuyên giết người thì cái nghiệp của ông là cái nghiệp đâu có bảo vệ mạng sống. Nhưng mà nhìn một cái người phụ nữ lăn lộn trong cái cơn đau sinh đẻ đó, ông nguyện là ông đã sám hối, tâm ông đã trong sạch, không bao giờ nghĩ đến cái việc sát sinh, giết người. Thì tội đó mà quả là đã hết rồi, thì ông sẽ đỡ tròn vẹn cho cái người mẹ này sanh con. Ông nguyện như vậy đó, thì là người mẹ sanh đứa con ra một cách tròn vẹn, mặc dù ở trong quá khứ Angulimala từng giết cả ngàn người. Nhờ Đức Phật hóa độ mà ông trở thành một bậc tu hành và sau còn đắc quả A-la-hán. Cho nên chúng ta ai cũng có thể tu tập, chuyển hóa và trở nên con người thánh thiện. Có đồng ý như vậy không ạ?
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta phải thường xuyên tự kiểm điểm, xem mình có phạm những lỗi lầm nào. Có người dám nói ra, có người là nói thầm, có người nói nhỏ với Phật, với Bồ Tát Quan Âm. Mà cái người mà dám gì? Nói ra. Trong nhà Phật gọi là sám hối, Bồ Tát trình bày ra, mà cả đại chúng công nhận là vị đó có phạm lỗi đó, nay sám hối, mà nói trước chúng thì cái lỗi đó mau hết hơn là im để trong lòng mà sám hối. Mình nói ra tất nhiên là mình sẽ bị người ta coi thường, chê bai, cười chê, nói xấu vân vân, nhưng nó hóa giải bớt cái nghiệp ác mà chúng ta tạo. Đời này đó, vừa muốn tạo tội mà vẫn muốn người ta khen. Đời này vẫn tạo ác nghiệp mà vẫn thích hưởng phước báo, và vẫn thích là được sống trong hạnh phúc an lành. Đó là cái mâu thuẫn của kiếp sống con người. Dù là rằng cái bài học nhân quả, nhưng con người ta vẫn thường tạo ác nghiệp mà mong điều tốt lành đến với mình. Đó là nghịch lý trong cái lòng tham của con người. Cho nên sư muốn nói với các vị, trong kinh Tiểu Nghiệp phân biệt, một vị Phật tử đó, một vị cư sĩ đã hỏi bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau đó mà có liệt, có ưu. Liệt là thấp kém, ưu là ưu tú. Cái nhân gì, duyên gì mà trong cái loài người nó khác nhau như vậy? Trong đạo tràng chúng ta, hai người gọi lên đây là đã khác nhau. Thậm chí hai anh em sinh đôi, hai chị em sinh đôi vẫn có cuộc đời khác nhau. Do gì mà có cái sự khác nhau đó? Đức Phật trả lời, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Chính nghiệp phân chia cho chúng sinh hữu tình có liệt, có ưu. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp, mình mang nghiệp, mình là thừa tự của nghiệp chính bản thân mình. Và do tạo nghiệp khác nhau mà chúng sinh có sự khai sai khác, không hề giống nhau. Nói về ác nghiệp, Đức Phật dạy, này thanh niên, có người đàn bà, đàn ông sát sanh, lấm máu, chuyên sát hại, đã thương, tâm không từ bi với chúng sinh. Do nghiệp ấy, thân hoại mạng chung, còn sống đó thì mạng sống ngắn ngủi. Khi chết, đi vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu người ấy sanh được làm người thì đoạn mạng. Con đường đưa đến đoạn mạng chính là không có tâm từ bi đối với các loài hữu tình. Vì vậy, mình cũng sẽ không còn thắc mắc khi thấy cái người trẻ trung như vậy, thông minh như vậy, đẹp đẽ như vậy mà chết dễ dàng. Mình sẽ nói tại cái này, tại cái kia, tại xây nhà không đúng hướng, tại đẻ con không coi ngày, giờ còn có cái việc mà mổ ra coi ngày, coi giờ để nó ra nó làm quan nữa chứ. Mà có biết cái túc nghiệp của nó là cái gì không? Cho nên sinh ra nuôi dưỡng vô cùng khó khăn, nhưng mà một cái tương lai chờ đón, nào ngờ chết giữa tuổi thanh xuân. Câu trả lời là do trong kiếp sống trước không có tâm từ bi đối với loài hữu tình, đoạn mạng, bệnh tật, chết sớm. Cho nên cái giới từ bi, cái giới đầu tiên của người cư sĩ tại gia khi chúng ta quy y Tam Bảo, giới đầu tiên là gì? Không sát sinh hại vật. Mình có mạng sống mình mới tu tập được, sao nói không cần? Nói tôi tu trí tuệ à, còn tôi sát sanh tôi giết chút đỉnh còn sao? Tôi cần cái trí tuệ thôi. Nhưng mà thân mạng này có đâu để mà tu? Chết sớm, mà sống thì bệnh tật lây lất. Các vị thấy không? Người mù đây sư còn giảng pháp cho họ cởi mở, họ có niềm tin trong cuộc sống. Chứ người câm điếc cũng là khó đó nghe. Phải có cái người mà rành Phật Pháp rồi mà dùng cái cử chỉ động thái để diễn tả lại cho người điếc nghe về Phật Pháp. Chứ mà bị cái quả báo mà loạn
tâm thần đó, những quả báo mà nó quá sức là nặng, người ta không muốn nghe pháp được. Cho nên mình nói cái chuyện mà muốn được tu tập thì phải có mạng sống. Trong cái bài pháp sư mới giảng gần đây tọa tại là Hải Phòng đó, thì ba cái điều mà con người ta phải trân quý trong cuộc đời đó là thân mạng, hai là đạo đức, tin sâu nhân quả, và ba chánh pháp tam bảo. Mình phải giữ những cái điều quý giá đó như giữ trong mắt con ngươi. Có nhiều người vì buồn phiền gì đó tự tử rồi hẹn kiếp sau, chứ khổ quá tự tử. Cái người tự đem cái chết đến cho mình, đó là một sự vô minh. Trong gia đình là một cái đại bất hiếu. Trong vòng sanh tử luân hồi rất khổ đau. Vì vậy, để cho con người ta có mạng sống, có tuổi thọ, con người ta phải phát khởi tâm từ bi. Ngược lại, người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, có tàm, có quý, có lòng từ, biết ban bố hạnh phúc cho chúng sanh và các loài hữu tình. Do nghiệp như vậy, khi mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, nếu trở lại làm người được trường thọ, ít bệnh tật, cái con đường đó phải do tâm từ bi đối với chúng sanh và tất cả các loài hữu tình. Cho nên người mà am tường Phật Pháp, họ không có muốn tới sát sinh, đã tăng trưởng tâm từ bi. Họ ăn chay một cách rất là hạnh phúc, mãn nguyện, chứ không phải bị bắt ăn hay khó khăn mà ăn. Cái việc không ăn thịt chúng sinh đã đem lại cho họ một cái niềm an lạc trong cuộc sống, bởi vì tăng trưởng tâm từ. Cái hiện đời là ít bệnh tật và tuổi thọ dài lâu. Nếu không được như vậy là cũng phải do túc nghiệp của chúng ta không có tu tập về tâm từ bi. Cho nên thiện nghiệp là không sát sinh, không tán thành việc sát sanh, không vui mừng việc sát sanh, và không có xúi dục người sát sanh. Các vị đồng ý không ạ? À? Tương tự như vậy, các cái thiện nghiệp khác, không sát sinh, không hại vật, không gian tham trộm cắp. Mình không gian tham trộm cắp thì cái phước báo là làm chơi ăn thịt, phước báo dài lâu giàu có. Thì mình tạo cái thiện nghiệp đó rồi mà mình lại không tham nữa, thì chúng ta thấy những cái người giàu có họ lại không tham, mà cái người nghèo khổ mà không biết tu thì lại tham. Mà những cái người giàu có họ lại càng cho, họ hạnh phúc trong sự ban bố, họ hạnh phúc trong cái sự bố thí. Mà bản thân họ là nhà cao cửa rộng, mà không phải một nhà mà nhiều nhà. Mà người ta không biết nói trời ơi, trời ở bất công, người ăn hổng hết, người lần không ra. Không có ai bất công hết. Mà đó là ta là chủ nhân ông của nghiệp. Ta rộng rãi, ta bố thí, ta ban bố, ta không gian tham. Cho nên của cải tài sản nó đến với chúng ta, chánh nghiệp mà hết cái này đến cái kia. Sống không có phải lo lắng về cái vấn đề tài sản vật chất. Còn cái người tham lại keo kiệt, lại bón sẻn, thì cái quả báo của họ là lần không ra, nợ nần, rồi là người nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo. Những con người đi ra nước ngoài đấy chứ, đi Nhật, đi Mỹ, ăn Pháp vân vân, mà quay camera cũng là cái người bị phạm tội ăn cắp. Đi tàu xe thì thấy không ai bán vé hết, mua vé tự động nên khỏi mua. Nào ngờ đâu nó vô trong cái lý lịch. Đến khi đi ra xin việc làm mà không ký hồ sơ cho đi làm. Hỏi tại sao tôi tốt nghiệp xuất sắc như thế này nè, tôi giỏi như thế này nè, chuyên môn điện thực tập tôi như thế này. Nói dù phạm tội ăn cắp, tôi ăn cắp bao giờ? Trốn tàu bao nhiêu lần người ta có hết. Thế là thôi, còn cái gì mà nói nữa. Đây là cái người trước mặt thì tử tế mà trong bóng tối là làm việc bất thiện. Cái thiện nó phải từ cái tâm, chứ không phải cái thiện cho người ta thấy. Các vị có đồng ý không?
Con người ta không gian tham trộm cắp thì được nhiều phước báo. Con người ta không tà dâm, gia đình ta hạnh phúc. Tại người ta đâu có gieo cái nhân phá hoại hạnh phúc của người khác. Trên gia đình người ta hạnh phúc, con cháu người ta là nhất giả kiến phận, đâu đó đàng hoàng. Con người ta không dối trá thì lời nói ra ai cũng yêu quý, tin vì, kính trọng. Con người ta không cờ bạc rượu chè thì người ta có trí tuệ, người ta có một cuộc sống ổn định, an vui. Tất cả tạo thiện nghiệp thì có phước báo, tạo ác nghiệp chắc chắn bị ác báo. Điều đó thì chúng ta phải hiểu rằng, phải nắm vững để khi chúng ta gặp những điều bất trắc, không như ý trong cuộc sống thì mình phải tự hiểu rằng đó là lỗi của chính mình. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Lo trách mình trước nè, kém tu nè. Đó. Bây giờ Phật tử biết nói câu đó hết á. Nói bị mất tiền hả? Dạ sư, con chắc cũng có lấy của ta hồi nào đó, giờ con mất. Mà vui vẻ nói như vậy, chứ không có la đập bàn, đập ghế, lục soát đồ, làm phiền muộn. Mà bây giờ Phật tử biết nói câu đó hết á. Con có lấy hồi nào đó sư, nên giờ mất thôi, bỏ. Có phải vậy không? À đúng rồi. Ở trong gia đình có hạnh phúc không? Nói con chắc thứ trước, kiếp trước cũng thứ dữ à sư. Nhà lúng cũng lắm. Bây giờ con không có nói gì hết, con nhẫn. Tại con biết là con tạo nghiệp. Mà con không có những cái sự chánh hạnh, làm phước báo nhiều. Cho nên bây giờ đủ chuyện này qua chuyện kia. Con nói rõ biết tu rồi là phải trả nghiệp cho sớm. Một lần trả nghiệp, một lần có cái chuyện không vui đến là một lần trả nghiệp. Chứ mỗi lần chuyện không vui đến là than van kêu trời trách đất là chưa biết tu. Chuyện không như ý, chuyện không vui đến là biết mình đang trả cái quả báo ác nghiệp do chính mình tạo. Thì sao? Mình mỉm cười, vui vẻ. Mô Phật Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Chứ không là đổ lỗi nè, trách móc nè, muộn phiền nè, tức giận nè. Nhất là cái người tức giận thì sanh khởi cái ác trong tâm, rồi trút cơn giận qua người này người kia, mà không biết rằng tất cả vạn sự đều do chính chúng ta mà ra. Nếu chúng ta liễu tri được thiện nghiệp, ác nghiệp, tức là người đó có chánh tri kiến. Chánh tri kiến là hiểu biết đúng đắn. Mà người hiểu biết đúng đắn là người sống mà biết thanh lọc tâm, biết tu tập đúng chánh pháp, người đó sẽ có an vui hạnh phúc. Mới hôm qua sư giảng ở Đà Nẵng, bài pháp gì? Đó là phải là thay đổi cái lối tư duy cũ kỹ của chúng ta. Đột phá lối mòn tư duy. Như là muốn gì cũng hốt hết cho mình. Cái gì cũng binh vực cái ta của mình. Cái gì cũng nói mình, kể khổ cho mình, trách móc người khác. Bây giờ phải thay đổi tư duy. Cái gì đến cũng, đây là lỗi của tôi là trước hết. Nhân tôi đã tạo, quả tôi phải chịu. Còn đối với cuộc đời là phải cảm ơn. Hôm nay sư vào chùa Quan Âm là sư hạnh phúc lắm. Khắp nơi nơi là những cái bảng pano viết những cái câu về lòng biết ơn. Nhiều câu rất hay, mà sư nhớ Đức Phật dạy một câu: con người có biết ơn, có lòng biết ơn, không bao giờ nghèo. Con người có lòng biết ơn, luôn luôn hạnh phúc. Và con người có lòng biết ơn thì phải sống trong thiện nghiệp. Chúng ta cho một tràng pháo tay về việc này. Cho nên với chánh kiến, chúng ta sẽ thanh lọc tâm. Với chánh kiến, chúng ta sẽ được tạo nhiều phước báo, rồi biết hồi hướng phước báo. Chỉ trong một sát na, trong thanh tịnh cũng tạo ra vô vàn phước báo. Cho nên trước khi sư đến đây, các vị ngồi thiền. Cái này ngồi không vậy? Cha hít vô thở ra làm chi ta? Không ngồi cũng thở mà. Nhưng thầy mà không hướng dẫn các vị không bao giờ để ý đến hơi thở của mình. Mắt nói nè, rồi mắt nghe người ta nói coi là trúng trọng, để cãi nè, hơn thua nè. Nhưng giờ thầy biểu ngồi im, rồi thở, cái là phải nghe cái hơi thở của mình. Vậy chứ có người đâu có nghe hơi thở đâu.
À, ngồi im mà nhấp nhổm, mà ngồi im mắt cứ hí hí, chuyện gì sắp xảy ra. Đó, chúng ta không có phước báo. Cái phước báo do sự chánh niệm thanh tịnh cũng tạo ra phước báo. Tại sao? Trong cái giờ phút đó, tâm không tham, không sân, không si, đó là đại phước báo. Nghe kịp không? Nghe vậy là siêng ngồi thiền phải không? Nghe vậy là siêng hít vào thở ra trong thiện nghiệp. Trong Phật giáo có hai thuật ngữ rất lớn, đó là khái niệm thiện ác, tốt xấu. Tốt với xấu, kusala là tốt, akusala là xấu. Hai thuật ngữ này chuyển sang tiếng Việt là thiện và bất thiện. Thấy chưa nào? Đó, kusala, akusala. Nó giống giống như nhau, khác nhau con chữ A đầu đó. Mà thiện, bất thiện. Thì được hiểu như sau. Nghiệp ác là một hành động xấu ác đưa đến khổ đau và tái sanh vào cảnh giới khổ đau. Thiện nghiệp là việc tốt đưa đến sự hạnh phúc và tái sanh vào các cảnh giới, các tường hay là thiên giới, là các cõi trời. Nhưng như thế nào là thiện và bất thiện? Trong xã hội định chế đạo đức cũng có những quan điểm tương tự hay có khi khác. Nhưng với quan điểm Phật giáo, chúng ta sẽ nghe lời Đức Phật dạy qua kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala, kinh Trung Bộ số 61. Đức Phật giảng về sự thiện và bất thiện như sau. Này các tỳ kheo, thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp đưa đến tự hại mình, hại người, hại cả hai. Thời thân nghiệp đó là bất thiện, đưa đến đau khổ và phải nhận quả báo của sự đau khổ. Thân nghiệp này ta đang làm, đưa đến không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Thời thân nghiệp này đưa đến an lạc và thọ quả báo an lạc. Như vậy mình đang ngồi như vậy nè, sư thuyết pháp các vị nghe có an lạc không? An lạc. Vậy là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đem đến an lạc. Các vị ngồi lắng thọ an lạc. Tất cả chúng ta đang sống trong thiện nghiệp, đang tạo phúc báo. Cho một tràng pháo tay. Đó. Thân tạo an lạc, miệng nói tạo an lạc, ý suy nghĩ tạo an lạc, đều có kết quả. Có người thân ngồi im, miệng không nói mà ý tạo tác, có tội không? Có quả báo. Những cái tâm của mình mà nó tán loạn, nó điên cuồng, nó tham sân si ở trong ý, thì cái quả báo chúng ta không bao giờ có hạnh phúc. Đau khổ lắm. Một người khi thân khẩu ý hành động, nói năng suy nghĩ thiện, tạo ra thiện nghiệp, trái lại thì tạo ra ác nghiệp. Từ đó mà kết quả đi theo, y như bóng không rời hình. Trong kinh Hạnh Con Chó, Kukkura Vatika Sutra, Đức Phật nói đến thiện nghiệp gọi là nghiệp trắng, mà ác nghiệp gọi là nghiệp đen. Cho nên khi nào nói sao mặt bữa nay đen quá vậy là biết trong cái tâm mình có cái gì ám chướng lắm. Thành ra cái mặt mình nó đen, nó tối. Còn cái người tu tập á, tự nhiên nó sáng lên à. Mà cái sáng này đó là nói nghiệp trắng. Mình tạo thiện nghiệp, cái mặt mình nó mới sáng ra. Đó, cái sáng này đó là không phải đẹp xấu, mà cái sáng này là do thiện trong thân, trong khẩu, trong ý. Nó tạo ra cái hào quang từ trường cho cái nét mặt của chúng ta. Tâm hiện ra tướng là như vậy. Nghe được không? Đi một cách cụ thể hơn. Đó, thiện nghiệp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, là từ bỏ là không á, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cái miệng nè, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không đòn sóc hai đầu, không có nói lời thêm bớt, không nói lời phù phiếm. Thân này không tham dục, ý không sân si. Ý không tham, không sân, không si. Đó, thì tam nghiệp thanh tịnh đó nó tạo ra 10 nghiệp thanh tịnh. Đúng chưa nào?
Đó, thân là, xin cảm ơn. Thân là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, ba thiện nghiệp. Không nào, khẩu, đó, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói phù phiếm, không nói đòn sọc. Đó, thân tam, khẩu tứ, bốn cái khẩu được thanh tịnh. Ý tam là ý không tham, không sân, không si. Chúng ta tu 10 thiện nghiệp, đó, chết không ai tụng kinh cũng sanh thiền hết. Sợ là không sống được trong thiện nghiệp. Chết có trăm vị tăng đến cũng có chút phước lành, mà 6 phần là người sống hưởng chứ người chết được bao nhiêu. Tại lúc đó tâm của chúng ta nó bị tắm trong ác nghiệp, trong cái nghiệp đen tối rồi. Cho nên tốt nhất là mình tự tu, mình kiếm vốn cho mình trước đi, tư lương cho mình. Các vị đồng ý không ạ? Đó, cho nên là hành thập thiện cho đời tươi sáng là vậy đó. Giữ ngũ giới mà cũng là hành thập thiện. Đó, trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật cũng nói: tỳ kheo, ba giữ ba cái căn bản, không tham, không sân, không si. Đó, chương ba pháp đó là đã giữ được không phạm ba căn bản bất thiện, cho cuộc đời được nhiều cái sự phước báo rất là to lớn. Ngoài những cái đó ra, sư nói vào trong tâm lý của các vị, cái người hay chán nản, thất vọng, buồn phiền vẫn coi là bất thiện. Nên ai hay buồn, con buồn là bất thiện. Ai khổ, con khổ là trong tâm nhiều bất thiện. Đó. Cho nên người hay than buồn, than khổ là trong tâm nhiều bất thiện. Để kể từ đây á, mà sư phụ chùa Quan Âm hỏi: nay có ai khổ không? Dạ không. Sao vậy? Khổ là đầy bất thiện. Từ rầy cho mình hết cái tánh tham luôn, mình lo mình tu. Còn trước khổ là tham, ai phạm tới mình là mình nói lại, hơn thua. Bây giờ mình biết, người chán nản, thất vọng, buồn phiền, than van, trách móc, đó là được xem là bất thiện. Người tinh tấn, hoan hỷ, an vui, tự tại, thanh tịnh nghe pháp như vậy được xem là thiện. Nghe kịp không? Cho nên đây là trạng thái tích cực nè. Nghe pháp thanh tịnh, cái tự nhiên cười hết trơn à, là thiện nghiệp. Đó. Nhưng mà nếu mà mình đi theo cái tập nghiệp của mình, than van, trách móc, thất vọng, buồn phiền, thì đó là các tập nghiệp xấu, đó là chủng tử bất thiện trong tâm thức của chúng ta. Cho nên cái người tu người ta vui vẻ hoài à, ta không trách móc. Còn mình á, trời ơi, sao mà cũng sống giàu có, ăn uống đầy đủ, thậm chí phung phí, mà mau già quá vậy. Tại vì sao? Có cái gì mà vừa ý đâu? Không vừa ý, đòi hỏi và không bao giờ biết đủ. Cho nên cái người mà không hài lòng, không bao giờ hài lòng, đó là người không có hạnh phúc. Đó là sống với tâm bất thiện. Từ đây là mình phải sống với tâm thiện. Mà tâm thiện là gì? Hài lòng với cái mình đang có và tiếp tục tu tập tiến hóa lên. Đồng ý không? Trong duy thức học Phật giáo còn chia cái trạng thái thiện á, cái người tâm thiện là có niềm tin, chánh tín, có tàm quý là xấu hổ, mắc cỡ khi là tạo tội, rồi không có tham, không sân, không si, tinh tấn, khinh an, đó, không phóng dật, không làm hại và hay hỷ xả. Đó là những người thiện. Vì mình nghe mấy cái đó rồi mình có cái gì? Có chánh tín với tam bảo không? Rồi có biết xấu hổ khi mình làm tội không? Hay trước mặt á, thì mô mô mà sau lưng cái chuyện gì cũng là. Đó. Rồi mình có tham, có sân, có si không? Mình có tinh tấn không? Có khinh an không? Là nhẹ nhàng, an vui. Đó. Rồi có là bất phóng dật. Là sao? Là không có giải đãi. Người nghe pháp mà gục lên, gục xuống, giật lên, giật xuống. Phải không nào? Đó. Làm cái chuyện bất thiện á, thì hăng hái lắm. Không có ai thấy cái người nào đang cãi nhau mà ngủ gục hết trơn.
mà nghe pháp là ngủ gục. Có cái người rất là giàu có lắm, không có chịu tu tập, mà thấy cái anh chàng kia, anh không có giàu mà anh coi sách coi kinh, anh nói chuyện hay. Ông giàu mà ông nói không có ai nghe, mà cái anh chàng đó, anh nói người ta tới người ta nghe, tại nó hữu lý. Anh nói chú nói cái gì hay quá, dạy cho tôi với. Cái chàng thanh niên nói giờ chú bớt ăn nhậu đi, chú bớt hưởng thụ đi, ngày chú ăn thịt chúng sanh quá nhiều thì cái tâm nó không có sáng. Chú uống rượu là chú hay quên, cho nên chú bớt đi, chú ngồi đó rồi con đọc những cái chuyện minh triết cho chú nghe. À, cái đọc cho ông nghe mới hai ba câu cái dòm qua cái phè phè rồi, cái nước miếng chảy vòng vòng rồi, thấy không nào. Cái mở mắt ra cái nói nãy giờ xong đọc gì hết trời ơi, có nghe đâu. Đó, xong rồi giờ chú mở mắt đấy, con đọc cho chú nghe chứ. Thôi đi kiếm gì ăn đi. Đó, thế mình đã tập với cái thói quen hưởng thụ đó rồi thì coi như là ngủ. Mà mình ngồi mình nghe pháp như vậy nè nghe, sư nói các vị là xuất sắc đó, đáng là 10 điểm lắm đó. À, rất là tinh tấn. Còn cái người đó, sư nói các vị cười đó, khi mình sân si nổi lên là mình phải làm cho lại gan. Lúc đó không có cái yếu tố nào mà làm cho mình ngủ được hết. Rất là mạnh mẽ, hùng hồn để mà chứng tỏ là mình đúng và lấn áp đối phương. Nhưng mà khi mà trong cái cần phải chánh niệm như vậy đó, thì mình từ từ gió hiu hiu thổi là mình đi một giấc. Mở mắt ra, nguyện đem công đức này. Mà toàn là chuyện có thiệt không à. Sư đi giảng đã 2005 ra trường, nay 2019 rồi, mười mấy năm rồi. Đó, cái cảnh cứ gạch gà gạch gù mà đến khi hồi hướng là rất là lớn. Đó, đó là phóng dật, thấy chưa? Đó, rồi là không có, rồi cái người á mà thiện là phải hỷ xả bao dung tha thứ, rồi không có làm cái chuyện tổn hại. Đại sư nói mình cứ kiểm soát thêm coi hàng ngày mình có thực hành các pháp thiện đó không. Chứ nói năm giới là đành rồi đó, là không phạm rồi, không sát sanh rồi, không hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc là không hết rồi đó. Nhưng mà còn mấy cái vụ này đó, sâu sắc hơn, chánh tín có không? Hay là mê tín dị đoan rất thích. Trời ơi đừng có nói chuyện. Có những người sư đi tu chứ mà nghe thầy bói là đưa tay ra liền. Đó. Sư thì sư chứ nghe thầy bói coi dùm quẻ thôi. Đó. Trong khi là tất cả chúng ta là niềm tin nhân quả. Tam quý là phải biết xấu hổ. Xấu với chính mình và xấu trước mặt mọi người. Trước mặt mọi người không làm điều xấu mà sau lưng. Nên ngày rằm trước mặt ăn chay và đóng cửa sơi luôn con gà. Đó là không có quý. Là mình không có biết xấu hổ với chính mình. Rồi có vô tham, vô sân, vô si không? Có tinh tấn, khinh an, không phóng dật, hành xả bất hại không? Còn những trạng thái tâm bất thiện thì ngược lại. Tham là sân si, kiêu mạn, nghi ngờ, ác kiến. Rồi ác kiến còn chia nhỏ nhỏ ra nữa. Đó, nói cho đúng là không có cái tôn giáo nào mà chia sẻ cái trạng thái về tâm nó sâu sắc, nó xúc tích và nó vi tế như là Đức Phật. Cho nên nói Đức Phật là một nhà tâm lý đại tài. Thấy tất cả hành trình tâm, lộ trình tâm của tất cả chúng sanh. Đã. Cho nên Đức Phật nói ai mà vượt qua ác nghiệp giống như vượt qua đại dương, đi qua sóng biển, sóng ngầm, nước xoáy, cá mập, các loài la sát, đều vượt qua và đứng trên đất liền. Còn người mà sống trong ác nghiệp là bị ác nghiệp làm cho say đắm, bị chinh phục, bị xâm chiếm, nên có những suy nghĩ, việc làm, lời nói hại người, hại mình, hại cả hai, và luôn luôn sống trong tâm trạng khổ và ưu. Người mà luôn làm lợi lạc, cho dù thiếu thốn một chút cũng không có than van, tại ngày nào cũng làm lợi và thanh tịnh, lợi ích cho người, cho mình. Còn cái người càng ích kỷ thì càng thấy không bao giờ biết đủ, cho nên càng là khổ đau. Sư nói như vậy các vị đồng ý không? Cho nên nếu mà chúng ta tạo các thiện nghiệp, lập tức phước báo nó đến với chúng ta. Có khi là hiện báo,
Có khi sinh báo, có khi là hậu báo. Hiện báo là hay nhất. Ngay bây giờ làm thiện có kết quả liền. Còn hậu báo kiếp sau có người tin, có người không. Sanh báo là mình làm bây giờ mà nhiều kiếp sau. Cho nên có người càng không tin nữa. Bây giờ ngay cái sinh báo này nè, bây giờ mình ngồi mình nghe pháp đó, từ lúc trưa cho tới bây giờ có an lạc không? Đó là mình có kết quả liền. Nhưng nếu khoảng một giờ đồng hồ vừa rồi mình bát nháo, mình là phóng dật, mình lời qua tiếng lại, mình hơn thua, làm sao mình có an lạc? Và cái kết quả nó thấy liền. Trong cuộc sống nó có những cái chuyện mà sinh báo nó rất là hay. Đó, sư kể cho các vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Cái chàng trai đó lái chiếc xe cũ rồi, nghe không? Xe cũ mềm, cũ rích rồi. Rất là nghèo, đi làm công nhân mà ở nhà đó thì là cũng là thiếu thốn, thiếu trước hụt sau. Nhưng mà anh ta có thừa cái tâm tốt. À, thừa cái từ tâm. Thì một cái đêm nó lái xe đi làm về thì gặp một cái bà già. Ở nước ngoài là có những cái người già mà vẫn lái xe. Họ lái xe rất là ngon lành. Nhưng mà cái bánh xe của bà bể bánh xe. Thì một mình bà không làm gì được giữa con đường vắng. À, không có chỗ nào sửa xe giữa con đường đó hết. Thì ông này ông mới lái cái xe ông tấp lại gần. Rồi là ông mới nói để cho con giúp cho bà. Bà nhìn cái xe ông cũ kỹ như vậy á, thì bà tội. Bà nghĩ là ông sửa cho bà lát bà sẽ cho ít tiền. Cho nên ông mới tháo cái bánh sơ cua ra. Ông là lăn xuống gầm. Ông tháo ông gánh vô. Đó. Xong hết rồi đó. Ông mới thưa bà, con giúp bà xong rồi. Mà nãy giờ trời lạnh á, trong khi ông tháo bánh xe, ông mời bà đó leo lên xe của ông ngồi. Xe của con nó hơi cũ, xấu, nhưng mà bà leo lên, bà ngồi đi cho tránh lạnh. Khi mà ông rách cái bánh xe xong rồi đó, bà leo xuống. Bà leo xuống thì ông nói đã xong. Bà mới mở bóp ra, lấy tiền, biếu cho ông. Ông nói khi con làm việc này, con không nghĩ rằng con sẽ nhận trả ơn, cho nên con không nhận tiền của bà đâu. Mặc dù là ông cũng rất là nghèo, phải không nào? Thì bà mới nói không, tôi rất cảm kích và tôi rất là quý anh, thì anh cứ nhận cái số tiền này. Thì ông mới nói không, cái số tiền này bà hãy giúp đỡ và để cho cái tình thương này nó đừng có gián đoạn. Bà tốt với con đó, thì đi đâu bà cũng tốt với mọi người. Đó là con vui rồi. Thế ông leo lên xe, thì đường ai nấy đi. Ông chạy về nhà, còn bà thì chạy từ từ, bà cũng đói lắm rồi. Bà mới ghé vô một cái quán bên đường để bà ăn tối. Và trong lòng vẫn rất là cảm kích. Tại cái xe của ông á, chắc cái giá tiền nó chỉ bằng 1/50 cái xe của bà thôi. Đó. Nhưng mà không có hề có ý định nhận một đồng nào đền ơn của bà, mà nói năng rất là dễ thương, lễ phép. Thì vô cái hàng quán đó, thì cái người phục vụ là một người phụ nữ có thai, mới bưng thức ăn cho bà, hỏi bà có lạnh không. Bà nói trên thế gian này cũng có nhiều người tử tế quá, mặc dù cái hàng quán không có gì sang trọng. Đó. Xong rồi nhìn kỹ thì thấy là cái người phụ nữ này đó là chắc cũng phải sắp tới ngày sanh đẻ rồi, nhưng mà phải ráng đi bán quán đó. Thì bà cũng rất là thương. Thì bà nhớ cái anh chàng mới sửa xe cho mình. Bà hãy đem số tiền này giúp những cái người cần giúp và để cho cái tình thương này đừng gián đoạn. Cho nên sau khi ăn, bà trả tiền, không nhận lại tiền thối lại. Mặc dù bữa ăn của bà có 20, 15 đô la. À, nhưng mà bà đưa luôn là 100 đô, không lấy tiền thối lại. Nhưng mà khi mà bà đi rồi đó, thì dưới cái lớp khăn ăn còn có thêm 100 đô nữa. Xin tặng cho đứa bé sắp ra đời. Và tình thương của chúng ta đừng cho gián đoạn. Tức là bà nhắc lại cái câu nói của ông. Nhưng mà các vị, có điều mà sư đọc cái câu chuyện mà sư cứ nghĩ không biết có phải cổ tích không, là
Cô về nhà trong lòng hạnh phúc. Trời ơi, cái người lao động mà có thêm chút tiền họ mừng lắm, nhất là sắp sinh nở nữa. Thì người chồng đi làm về mệt mỏi đã ngủ thiếp rồi. Thì cô mới để cái số tiền ở dưới cái gối á. Cô nói anh ơi, cuộc đời sẽ rất là tốt đẹp. Vợ chồng mình cứ sống tốt đẹp thì chắc là trời cũng không bỏ chúng ta. Nhưng mà các vị có biết chồng cô ta chính là cái người mới sửa xe cho bà đó. À, ông đâu biết đâu, mà bà cũng đâu biết chồng mình làm cái gì đâu, phải không nào? À, cho đến khi mà cầm cái tờ giấy đừng để tình thương này gián đoạn, thì ông này ở đâu? Thì bà mới tả ra là cái người đó đi xe đó xe nọ đến ăn vân vân. Thì ông nói sao mà cái phước báo nó đến lẹ dưới vậy. À, xin báo là như vậy. Còn cái mà làm kiếp này mà sang kiếp sau mà thụ hưởng hay là hậu báo là nhiều kiếp sau đó là đương nhiên rồi. Ai mà không tin ráng mà chịu thôi. Chúng ta thấy có rất là nhiều đứa bé mới sinh ra vài ba tuổi mà nó văn vách về lịch sử thế giới. Nó chơi các nhạc cụ siêu đẳng, hay là nó chừng 6-7 tuổi nó giải toán của các cái trình độ là trung học, đại học. Nếu không phải là của cái nhân kiếp trước là cái gì? Cho nên mình là sanh ra ở cái Ninh Thuận này đó, mình cũng duyên nợ với cái Ninh Thuận này dữ lắm mới sanh ra ở đây đây. À, có phải không? À. Có lần là sao? Đức Phật và các hàng đệ tử đó, trong một cái lần đó, đang đó là Đức Phật đang đứng nói chuyện với lại các tỳ kheo. Thì có một cái con voi điên nó tấn công Đức Phật. Tất cả đệ tử thấy voi điên đó là chạy, bỏ chạy tán loạn, quên đó, sư phụ đứng đó. Giờ lo là cứu mạng, là chạy là cứu lấy thân đó đã. Cuối cùng có một mình An An là còn đứng ở đó thôi. Thấy không nào? An An không sợ hãi, vẫn đứng gần Đức Phật. Nhưng mà cái con voi điên đó không làm gì được Đức Phật hết. Nó cảm nhận cái từ tâm, nó phủ phục xuống, nó lạy Đức Phật. Đức Phật thuần hóa nó ngay. Mình sống sao mà cái từ tâm của mình á, đó là đó, thú thương mình, người thương mình. Nhưng mà sư thấy như sư đây nè, đi là chó dẫn sủa nè, chắc có ăn thịt chó. Con voi điên mà còn quỳ lạy Phật, mình làm sao có được cái từ tâm, đại từ tâm đó? Sao có người cất tiếng nói người ta an bình hết trơn mà có người cất tiếng nói cái chuyện lớn nó xảy ra? Là mình phải xem lại cái sự tu tập của mình ở tâm mình á. Có người miệng nói như vậy mà an bình hết, có người nói ngọt quá trời mà nhà người ta ly dị ly tán hết trơn rồi. Nguy hiểm lắm, thấy chưa nào? Cho nên Đức Phật nói hãy coi cái kết quả đó, chứ mà nhìn cái công việc chưa chắc cái kết luận đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp. Thì khi mà Đức Phật thuần hóa con voi dữ rồi đó, thì các hàng đệ tử mới đến bạch Đức Thế Tôn. Tại sao mà trong khi tất cả mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy, thì chỉ có một mình An An vẫn ở lại với Ngài mà không bỏ chạy. Thậm chí khi con voi điên tấn công. Đức Phật nói như thế nào? À, các vị có phụng sự Thế Tôn không? Có hầu cận Thế Tôn không? Bạch Đức Thế Tôn là có. Chúng con phụng sự Thế Tôn, chúng con hầu cận Thế Tôn. Nhưng khi con voi điên tấn công, tất cả đều bỏ Phật mà chạy. Đó. Mà tại sao An An không ở bỏ chạy mà ở lại với Ngài? Lúc đó Phật mới kể câu chuyện, có những phước báo là cũng là từ túc nghiệp. Tức là An An không chỉ một kiếp này phụng sự Thế Tôn mà đã kề cận phụng sự Thế Tôn nhiều kiếp trong quá khứ. Có một cái kiếp mà sanh ra cả Đức Phật và An An làm loài chim thiên nga. Tức là cũng những khi Đức Phật đã từng làm loài thú. À, khi nhóm thợ săn tấn công, các con thiên nga đều bay mất. Chỉ có một con thiên nga ở lại với ta, đó là tiền thân của An An. Thầy An An vẫn cùng ta, phụng sự ta, lo lắng cho ta cho đến kiếp này. Như vậy cái phước lành, cái đức điềm tĩnh, sự trung thành cận sự đó nó bắt nguồn từ quá khứ kiếp.
chứ không phải muốn mà là được đâu. Các vị nghe kịp không? Cũng như là mình ngồi mình nghe pháp, mình không có buồn ngủ, mình tỉnh táo, mình say sưa, đó là mình đã gieo một cái thiện nghiệp với chánh pháp, chứ không phải muốn mà nghe được đâu. Cũng có người lên chùa mà đây có nhiều bóng mát lắm, chui vô đó nằm ngủ một giấc, lát nữa ra nguyện đem công đức này cũng được. Chúng ta có cái duyên với chánh pháp nên chúng ta nghe pháp một cách rất là hoan hỷ. Đức Phật nói các thiện nghiệp đó đều là do có quá khứ. Cũng như Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp tạo ác nghiệp, hận thù, cho nên đến kiếp này Đức Phật là chứng đắc quả vị Phật, Đề Bà Đạt Đa vẫn tiếp tục muốn chia rẽ tăng đoàn, muốn chống phá Phật. Cho một con người muốn chuyển hóa, các vị biết, không có dễ, mà phải bằng sự giáo dục lâu bền. Thấy người ta hung dữ, ác nghiệp, không nên ghét, mà mình biết đó là con người ta vốn không được may mắn trong thiện nghiệp ở nhiều kiếp sống. Vì vậy mà nhà Phật luôn lấy cái từ bi tâm làm chánh, chứ không có đem cái xấu, cái tốt ra và phân tích để chê khen, mà lấy tâm từ bi để giáo hóa tất cả chúng sinh. Và chính vì vậy, đạo Phật mới trở thành là trái tim của tâm từ bi, của trí tuệ, của nhân loại trên toàn thế giới, thưa các vị. Và khi nói về tuổi thọ con người, thì mình cũng biết mình gieo nhân như thế nào mà có tuổi thọ dài lâu. Tôi sống khỏe mạnh nha, ăn điều độ nha, sống ăn sạch, uống sạch nha. Nhưng mà cái con rùa đó các vị, nó tập thể dục hồi nào, ăn sạch, uống sạch hồi nào mà nó sống cả trăm năm. Rồi con thỏ ăn cỏ mà nghe, sạch lắm, rau lang, rau muống gì đó. Đó, trắng tinh à, mà tuổi thọ cao nhất của con thỏ là 5 năm là chết. Cho nên cái điều này phải nói đến nhân quả. Các con người cũng sống bình thường, làm việc quần quật chín mấy tuổi vẫn khỏe mạnh. Còn con người ăn sạch, uống sạch, thể dục, yoga này kia khác nọ mà mang bệnh trầm kha trong con người. Điều này phải nói đến nhân quả, nghiệp báo. Bây giờ là mình biết tu rồi, là mình cứ phải biết tăng trưởng tâm từ, ác hạnh không làm. Đó, nếu chúng ta cứ tiếp tục tăng trưởng từ tâm, ác hạnh không làm, thì chắc chắn đời sống của chúng ta được an vui, được hạnh phúc trong chánh pháp. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.